Rick. Đứng ở đây, đừng có đi. Coi mày chịu với bác ba mày ăn cắp đồ của ta. Vậy với cái con chí quá nhiều như lấy gì đựng. Hả? Rồi nhiêu được rồi. Ngọn cắt cho cắt ra nữa nè. Anh ơi. Ta làm hơn gãy nhà này. Hi ye ya ya. Dạ. Mày chịu làm gì đây? Chịu ăn cắp đồ của ta kìa. Đó. Anh đừng dạy con nói tiếng đó. Em khùng quá em ơi. Cắp đồ mà cắp. Trời trời nhiều nhiều quá mà đừng không ăn đâu. Ta còn năng lấy hái đi nữa. Đủ. Yeah. Hả? Nè ăn bánh nè, ngồi vô mình ra. Hả? Này. Có chai nước nè. Ở trong trời có nước mà. Làm biến đi. Trong trời con có nước mà phải không? Cầm đi. Đủ rồi. Để chưa chưa ba? Sao mà bỏ để hết đâu. Nó xíu luôn. Lấy cho em cái đặng đặng em rồi lấy cái bọc luôn chịu. Để chơi bự đó anh ba. À cắt nó dạ. Cái cây nó buộc buộc lại cứ buộc kìa. Đây à. Cái bên trong đó. Ừ. Anh coi con kìa anh. Không có sình gì đâu mà sợ. Anh đã kiếm còn dây.